Rồi hello chào anh em nha. Trưa nay mấy anh em mình đi qua bên phía biển bên Làng Chài đây. Mấy anh em mình xem thử có cá không? Hôm nay là mình nghe thông tin là phía bên đây là trúng cá chuồng rất là nhiều luôn anh em ơi. Nên hôm nay mình với Vũ và mấy anh em trong team sẽ gánh xuống kia. Nhanh. Mấy anh em mình qua mình xem thử có cá mình mua về. Mình làm ăn thực cho anh em xem. Còn hai chiếc cuối cùng này, hôm nay cá nó hơi ít nha. Mấy trước là một buổi là có vài tạ một tấn cá, cá chuồng mắng, cá chuồng trung và cá chuồng cột luôn anh em ơi, rất là nhiều luôn. Thằng chú đắt đầu à, không biết có gì không, có gì không chú? Con mua nào về con nướng cái con nào? Ơi, có người mua bắt hả? Có vậy? Đây con coi thử coi. Bộ anh em qua cá nè, bộ chuồng thấy không chân không lại mua chuồng cò. Cô có mua chuồng cò không cô? Để con dở qua thử cô lấy rồi à. Anh em xem qua cá này tươi xanh luôn không? Tươi xanh độc anh luôn. Với trầu ra nó khai quá cái không gẹp lá, không gẹp lá cá mà chú coi cá nhiều anh em ơi. Ô chuồng đó được ăn chuồng cầu nè anh em. Bồ tươi mà căng đuôi luôn rồi. Con này chuồng cầu mà đây cũng dạng lơ lỡ chứ chưa có bự. Chuồng anh em. Nhái. Cái chuồng này mà làm chả anh em, làm chả cũng ngon lắm nè. Đây có người dặn hết rồi. Đây chuồng cầu. Cô thu hết luôn hả cô? Này thấy xanh không? Cô mua hết luôn hả cô? Ghi là sáng đi. Sáng đi trưa vô cô ơi. Mấy anh em ơi. Đùa cái dấu. Được còn một chiếc duy nhất nữa đang chờ. Đang chờ vô nữa anh em ơi. Chiếc này chú là nhiều nhất rồi chú à. Hồi sớm không có chiếc nào có chú. Dạ không. Chú đi hồi mấy giờ tới giờ chú. Chuồng này là chuồng lửa này. Nó phải gấp 3 này. Đó chuồng đó. Đó con này nè. Hôm nay cũng được à. Ồ ăn mánh luôn rồi nè. 3 giờ sáng luôn. Bây giờ luôn. Bà con bà đi bà không xài sáng quá. Ăn mánh luôn. Chắc tầm cái đây thu nhập chắc được có chục rưỡi ký. Chục ký. Bây giờ là 1 giờ. Thử mấy giờ rồi? Đi sáng hả? Đi quen. Hai chồng đi luôn. Giờ là hai chồng đi khỏi có mấy anh em ơi. Khỏi tính tiền bạn luôn mà. Bà cô đây bà đi biển luôn nè. Có cá tửa đầu rồi hơi bể ha. Ủa chứ kia đâu anh này? Còn chiếc má có đây để làm chở. Đúng không? Cá làm cá đỉnh luôn à. Mấy con này bỏ riêng làm chở nè. Mấy con bị dập dập phải không? Ừ. Rồi chắc hai vợ chồng cô chú chắc đi cũng được 7-8 kg. Đây là có chuồng cầu nè em ơi. Đó, chuồng cầu. Thả bao nhiêu chuồng cầu căng hết cho lũ con đi. Đủ đó căng cho. Chị hay quá, anh nói gửi cho thằng Đạt có gì chị gái để. Lâu về chị đây cô. Ngày hôm qua chị chưa biết em ngày hôm qua bạc mai nó điện về gửi Mỹ này ngày hôm qua mình cũng như là nên nghĩ nó cứ mua về gửi cho con à? À ngày hôm qua là không, ngày hôm qua là cô bán, còn bên đây là nó cứ gửi cho nó ít ký là sáng nó lại này chủ nhật nó nhà này. Cô buôn cá lúc nào không có từ từ. Ở mình gọi là lấy nha anh em, lấy lại là lấy. 2 ký. Sau ra cái chuồng này cũng nhỏ chứ gọi trung rồi. Trung rồi. Rồi 2 kg. Cá này nướng cũng ngon lắm anh em ơi. Ông anh em nấu với thơm. Trà khóm á, rất là ngon. Mình chờ từ hồi sáng giờ bây giờ là 1 giờ mấy rồi. Có một chiếc ghi đã có mà bà cô đây bà mua mất tiêu rồi anh em ơi. Đang đợi một chiếc cuối cùng đâu rồi ta? À kia. Kia. Đang đợi ghi vô rồi. Đây. Sáng giờ hôm nay là ngày nào cũng dài tạ. Tạ đúng mấy đây. 2 tạ mà hôm nay sao có ít dữ ta? Ít là đủ chưa? Sao hôm nay? À. Trời sáng giờ luôn rồi. À, nói cái bắt ổn cô để lại đem cái chuồng về đem quay chuồng. Hơi bị bắt ổn một xíu. Sao? Trẻ chồng ơi, có chuồng bự bự rồi kia. Chuồng bự bự đang đem vô kìa. Còn một chiếc gì chắc đấy. Đang hy vọng một chiếc cuối cùng của anh, của mấy anh em mình. Chứ ghi nó vô hết rồi. Mấy chiếc kia hồi sáng vô là không còn
không còn chiếc nào nữa, cá ít quá mà anh em vô sớm. Anh em thấy cá tươi xanh luôn, ăn mánh luôn. Là câu mua hết cá nhỏ gãi cho con luôn hả con? Cái này bán à. Cá này nhỏ, trời mua cá trùng cồ anh em ơi. Cá này à, nhỏ để mua cá trùng cồ ăn cho đáng. Đúng rồi. Chứ còn đây nó nhỏ. Cá trùng cồ đây bữa nay cũng chai chai này, ngày hôm qua nó ngày qua bự lắm không? Ngày hôm qua bự. Ngày hôm qua con mua con nem xéo lạng xéo lạng. Ngày hôm qua thì tôi học bạch chai suốt ngày, tôi chia cho chỉ có 10 ngàn cái mấy nè. Mà bán không được. 10 ngàn một ký. Xem. 10 ngàn lạng, 10 ngàn lạng. Ờ. Mình bán cũng 10 ngàn một ký nè, lậu 1 ký nữa. Đang bán cá trùng cồ. 10 ngàn đã cá trùng cồ to. Mà qua thì tên nghỉ. Có đây là bữa qua là sai, có đây trở lại không cô? Mà nhỏ nhỏ cũng phải chịu. Dạ. Cá trùng đây, cá trùng đây mà ra bữa cầu ngon á. Đây bữa qua mình mua sai cái đây mà. Kem đuôi luôn. Kem đuôi. Cá đó chắc 3 con ký à. Qua mới mua mấy mươi. Bữa qua con mua nó người ta qua bển bán 120. 120 là cá bự, còn cái sơ nó cũng bán con kèm với mấy. Dạ cá bự, bữa qua con mua con xéo lạng con mà. Ồ, cá kèm đuôi. Cánh này nó bè nè anh em. Cái chuồng này là nó bè nè. Ở ngoài biển nó bè. Con cá đây nè. Là con cá biết bay nè. Con cá đây mờ làm gõ nè. Ôi nó đẹp chứ. Cá gì Dũng? Hay. Con này giống nè. Anh con cá đây mà làm gõ em là nhức nát luôn. Lấy từ ý tưởng con cá này anh em ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây, cái trọng lượng nó bê giá như phải là 50 mét. Phải không? Nó bê 5 cây số mà. Nó bê được 5 cây số, cao 3 mét. Cái chùa hả? Ừ. Quả nó thiệt. Ý tưởng là mấy bè từng có chùa này. Ừ. Còn cái tèo ngầm của ngon là lấy đi ý tưởng đừng có đây. Có đây không? Tèo ngầm. Đúng không chú? Đúng không? Mình đang chờ chứ ghi ra mà sao lâu vô dữ ta. Thì có nhiều quá. Bán rồi chú ơi. Qua nó lửa bên cửa nó mà nó đẹp bên dưới nó đi rồi nè. Nó xả cánh nó đi đâu luôn. Ta chân sáng cái nó đẹp chứ. Nó đâu lên bờ ra cái. Ở dưới con chuồng chuồng này. Để cô. Mẹ đi. Dẹp đấu thủ nó tá biết màu là nó ghép cái đầu vậy. Đi. Mẹ. Con lứt cái đường cái nó bị. Ê mà. Còn cái cuối cùng kia sao lâu vô dữ đó. 5 cây số. Có chuồng á, nó 3 5 cây số. Liệu mà phải không ta? Con. Ồ, nhìn mấy con cá. Con. Có đây anh em nước ngoài chấm ớt. Lọc liệu ba con mà. Nước ngoài chấm ớt đúng bài luôn. Đậu tây vậy bạn. Có đây mà anh em ăn cơm mua về nấu với chứ thơm không? Nhỏ. Đó bây giờ phải phân loại. Không, em không bán chim bán cho nó chi em lần 10 ngàn 20 chị. Cái đây nó không mua. Dạ mua cá bự về em quay phim. Nó không mua mà cái đây em ngày hôm qua nó không có có nhiều mà mình đi quay không kịp. Đi nhiều. Em cái vòng quanh gì nó cái đây có trùng lỡ phải không? Lấy em ký đi. Mua lượm cái bự nè, có nó nhỏ thôi ăn. Lựa cái bự không? Tung tung lỡ. Này bán bự nè. Bao nhiêu cái con? Để ba muốn bán nhiều quá. Cá đây nhiều. Bao nhiêu bán nhiều. Lấy con. Lấy về cho quanh nó cho ai. Quanh nó cho. Rồi Huyền nhớ chẹp chia cho món ký nha. Thì đang cho ấy chứ má 2 ký. Bà kia 3 ký, má 2 ký. Lựa bán cá bự bự á. Dạ. Lựa lớn qua một bên, nhỏ một bên nè. Ô nhìn mấy cá chuồng cồ gì nó xanh đã luôn. Cá làm gỏi ăn kiểu mà. Cá đây gỏi vậy. Gỏi là phải cá suông. Có đây ăn gỏi đâu ngon. Không biết không à. Đây đúng là dân biển rành chứ câu ấy. Cá đây ăn gỏi nó tanh. Nó ngọt. À, cá đây mà nấu với thơm trái thơm á, bỏ lên ngổ ngồi gai vô ăn cơm là đúng bài luôn. Anh em thấy biển đẹp không? Tự nhiên cái đầu mình nó quay màng màng luôn anh em. Anh em ơi, bây giờ mình mình ăn nỉ bà cô mình khâu nước miếng luôn bà cô cuối cùng bà để lại cho mình xé con bán cá bự này. Thì con bé con 2 ký đó. Không có xé con cá cồ mà đâu có con nào nữa đâu bé con. Con đúng 2 ký thì bé con ấy. Dạ cho em mượn cái bị vậy. Số rồi mà lo. Dạ dạ. Đó nè. Bé con đó. Dạ dạ. Dạ. Ok. Là 2 ký đó. Cô cho mượn cái bị cô. Có bị không cô? Do là cô đẹp gái là con mới mua chứ bà mà không đẹp tôi không mua đâu. Trước kia chắc không có sao cứ đứng ở ngoài và biển sớm giờ này. Xe con cá đó. Bẻ con ghi luôn. Nữa là dư vũ đó, tôi okay. Đó không phải con cá đó. Đâu? 2 ký. 2 ký đi để có. Cô cho con mượn cái bị cho cô. Về làm gì đâu? Về nướng. Xương không? Không, có ở chuồng mà xương gì đâu.
cuộn đậy mà xương. Đây là nướng ngon quá. 2 cho gì 20 hả 24 không? Dạ ok. Không, con không nói ấy mà con chỉ ra mà. 11 cái ngày qua của. Bữa qua là có là sai gấp đôi nè, mà hôm qua mình không có đi quay được. Đó mà anh em đi làm biển cẩn thận chứ đó mà nó bê lên mà anh nào mà xui xui mỏ hổn quá đâu. Bê là nó đâm vô cái mỏ ra là sưng mỏ luôn, bê binh vô cái. Cô gọi chứ có nhiều ghi nó nhẹ lên đi ngang qua xéo nó bè lên ghi luôn mà. Nó bay lên đuổi đuổi mà. Đậu luôn chứ đậu nhanh không? Ngọc trong cầm lái mà nó bê vô tốc độ đi nhanh lên không? Mình nghĩ á chứ ghi chắc không có rồi sao? Rồi thôi đi đâu. À, đem lấy cái bị có chuồng đây nó ba lên ghi mà trúng người nào người đấy là người ưu đầu mà 5 kg dưới để cho anh. Ờ ok. Wow. Anh nói là con có đi có gì này lụm con có đấy nữa có dậu nướng ngon có dậu bây giờ mình lụm chạy mới lừa máng kia có tầm 7-8 con mình mình nấu ngót thơm á Vũ cá nhỏ nó không ngon đâu không ngon ấy cá này nướng ngon không ấy mình nấu thơm á cá nó nhỏ nó sương ngon rồi. Nấu nước ngọt quá đó. Nó có cái trứng không? Có mà anh đi cái thửa đây là ba thửa bao nhiêu kia nè? Ba thửa mà được bao nhiêu đấy? Bao nhiêu được bao nhiêu đây? Đây mình xem thử, đây có chuồng cò hay cô? Chuồng cò. Nhỏ vậy. Đây có chuồng lỡ gì? Lỡ. Con gái cô à? Con gái cô. Mua luôn. Đây là chuồng cò. Đấy, chút ở đây cho con. Anh ai nên mắc ăn kia nhìn đó. Nhỏ nhỏ. Nhỏ. Cửa đấy là cò hết rồi, chỉ có đây là nó kêu ấy thôi. Đây nè. Sao biết con cá cò? Cò nó bự nè. Nhỏ. Nhỏ. À cánh dài à? Đây là lấy hàng con đây thôi rồi. Thì cắt cái đấy 2 kg mốt mà lấy 2 kg. Em căng như nẩu vậy á. À đưa đây cá để cũng vậy rồi cũng vậy mà 20 bạc mà mua hết luôn em. 2 kg mốt con à kêu 2 kg rồi nè dễ mà ông. Rồi bỏ hết vô cho con đi. Luôn đi mà. Bỏ hết cho con đi. Về quay cho nó. Con nướng đã luôn. Cho con gái quay gái nè. Con gái đẹp cũng mới mua. Con đây căng ha. Dạ con kêu cô bỏ qua bên kia rồi mà. Con tàu nó cháy rồi. Cho cái bị đây tôi hút cho bạn mình đây nè. Rồi bây giờ mình mua được bao nhiêu cá chuồng cầu đây? Không, sáng này âm. Cá đây mình quyết định về mình nướng. Với buổi nấu nấu khóm không Vũ? Hả? Có nấu khóm luôn. Nấu khóm gì mình nướng ăn thấy đâu hiện ơi. Nấu khóm. Nấu khóm có 3 con còn lại là mình nướng mình chấm mắm và muối. Hai loại một loại nướng nguyên một loại chỉ ra úp hành gia vị vô. Không, nó nướng riêng nhá. Có đây mình nướng. Nướng ngoại. Đây nướng ngoại đừng. Nướng ngoại chấm ớt mới ngon vì nó tư, nó không có qua đá thì. Cái này nướng lên nó tê bỉ cầm rửa. Ngọt. Để cái máy có 48 bạc hay chua cho tôi lời 40 bạc. Anh em xem. Mình nghe những anh em đi biển nói là cái đầu cá chuồng là ăn rất là ngon nha. Đúng không này? Đúng rồi. Đúng. Vũ Thái có câu vậy mà mình không nói được nha anh em. Nhất cái đầu ấy mà còn nhì cái mỏ cá chuồng. Nhất mà chạy bảo biết em cần về dạ bé con cần em ký là mượn không ủa không giờ không có bị sao đây ta mượn cái rổ luôn có bị không còn bị không cô cân con 2 một cái 3 kg một cái 2 kg được không mà về mình phân đạn được mà về có cân mà nhờ có cân mà chắc chứ kia kia không có sao mà hoàn còn sớm giờ qua đấy không hay anh em xem mà cá đã luôn đậu đậu một con đậu ấy đi nha đi luôn cái dẫu bỏ vô đây mới đủ vậy chưa rồi về tôi căng sau rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ đem cái số cá đây về mấy anh em mình sẽ làm 2 món món thứ nhất là mình sẽ nướng ngoại món thứ hai mình sẽ nấu với cá khóm mình ăn với bún nha. Đây là cái số cá của mấy anh em mình đã làm sạch sẽ anh em thấy từ xanh nâu canh luôn có miếng thịt nha xé thịt nha ô có xé thịt nha nó xương nhiều không ít lắm dấu con này ham ăn nè con đây nó ham ăn nó xiên bắt màu này còn hai đây làm biến này ủa ăn cá gì anh ai mấy nay nó quen mất tiêu rồi cái dẫu á con đây ăn gỏi hả nó làm gỏi là nhất số dách mà nướng nó cũng thơm lắm bây giờ mấy anh em mình nướng cá hay mình đem bếp ga ra mình tiễn luôn Vũ để bưng đồ bếp ga ra cái mình quất luôn nấu luôn nấu thơm cờ mình ngâm bún quất đi này cái món này nướng ngoại chấm ớt là đỉnh không nó là nếu mà số dách là nó chỉ có nước ngoại không chấm ớt không chỉ còn úp gia vị vô nước mắc ngon đúng không chính xác còn nấu máy là em úp gia vị lại em phải xỉ ra làm hai gặp đồ lại là con nghệ tư đâu á nghệ tư đồ con chứ gà anh em coi cái sở thịt nó về ra cái thịt rồi cái ruột đâu có gì đâu không có gì mà sao mấy trứng không chứ... mấy con đây bữa nay nó không có trứng à này trứng cá chuồng ngon lắm ngon bây giờ tôi mua 2 con 1 kg mấy trứng cá chuồng thôi cũng rồi nữa xấu dách luôn không, cá tư dùng cái bát cho éo ánh luôn em xem con mắt đây cá tư nhìn con mắt ra sao nó treo ông mà nó treo ông nó ngờ á
Còn cá ương là mắt nó hơi đục đục. Nếu mình nhìn cái phần da, phần vẻ đây là mình biết con cá cái độ nó tư như thế nào. Cái chuồng đánh vậy mà con. Con nước, nước này mình để im vẻ, còn con nào nấu ngót. Nấu ngót là đánh vẻ. Cái số lượng cá thì mấy anh em mình sẽ nấu với khóm nha. Mình sẽ ăn với bún số 8. Nấu nước. Này mình chơi tại chỗ luôn à. Bỏ cá vô tràn không? Không tràn đâu anh ơi. Nấu sau bỏ vô à? Nấu ớt gia đồ vô. Có gia vị rồi chứ. Mình giã nước sau mình bỏ mấy ớt vô. Đây mình thấy cá mình nướng á, từ xanh đầu canh à. Ồ, vàng luôn ấy. Mày chưa? Con này. Con đấy là ăn nhích nách luôn á. Con này nướng chấm ớt hay à đâu? Đúng đúng. Ồ, mấy cá chuồng. Đó. Đấy nhị nhị thôi để nó gã ra đâu. Có mình nướng mình để phần vẻ luôn nha anh em, khi mình ăn là mình tắt giữ nước. Còn bên đây Vũ xì nấu với thơm. Nó khóm nha, nó thơm nha. Nêm gia vị sẵn luôn rồi ha Vũ. Tỏi gì, hành, ớt, tỏi, thơm, rồi hạt nêm bột ngọt, mắm. Ồ, sau cá anh em mình nấu ngót ăn với bún số 8 anh nghĩ là thôi đúng bài luôn. Cá chuồng nó rất hợp với khóm. Này mình nấu ăn cơm luôn cũng đỉnh luôn. Chuồng nhìn con nặng nấy tươi càng đuôi luôn. Thật là gần biển là lợn cái là ăn đồ cá tư nha nè. Đúng rồi. Anh em thấy ghi nó vừa vô là mấy anh em mình nó sang hàng liền thấy không? Không. Ồ, cần không có đợi nó qua đó. Mê chưa? Mình cứ đợi trở từ từ rồi chặt nó. Mình trở lại nha. Wow. Cá đây mà nhậu làm chén mớ ớt nướng tới đâu thì mình lụm tới đó thì xe màu á. Khỏi bàn luôn anh. Cứ ném 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 rồi gỡ rồi chấm muối. Cá đây mình chưa lần nào mình ăn này. Cái dẫu á, ngon. Nó dai không hay thì nó mềm. Có làm gỏi ăn là mê luôn. Mê luôn không? Mê luôn. Cá chuồng hay như mình làm gỏi nó vẫn ngon không Vũ? Đâu ơi, thôi chứ nói nữa, có đấy. Không có gáp đũa cam đũa luôn. Cá chuồng này nghe Vũ với anh Hai nói là làm gỏi dạng cũng rất là đỉnh nha. Xíu anh Hai đang giả một chén muối. Chuồng cầu mà. Chuồng cầu. Mày sao gọi chuồng cầu ta? Nó bự. Bự hả? Nó bự là chuồng cầu. Nó vẫn có trứng nha anh em. Chứ không phải là kêu chuồng cầu nè, nó không có trứng đâu. Nó vẫn có trứng nha. Mình đực mình còn có trứng mà. Bây giờ nồi nước đã sôi rồi nha anh em. Bỏ khóm với gia vị vô nha nè. Cho nó ra cái nước khóm cho nó ngọt nha. Ra đậu chua và đậu ngọt của khóm đúng không? Đúng rồi. Anh em nghĩ một cái xoong nước nhỏ nhỏ mà anh em mình nấu với cái số lượng cá này thì anh em nghĩ nó sẽ ngọt không? Đó, nhưng mà cá chuồng này là nó hợp với nấu với khóm. Đúng rồi, chính xác. Rất là hợp. Ồ, luôn. Ồ, xèo xèo. Anh em nghe bên nào? Đây, con cá chuồng cồ đây nó là cũng có cá có đực nha, nó có giống như ếch nhái chứ không? Đúng rồi. Nó là đực nha. Nó là nó to quá người ta kêu chuồng cồ. Cái giống ếch nhái đó. Wow. Nướng cái phần lưng nữa ở đâu? Ừ, mình nướng cái vòng tròn á. Nướng bụng như thịt nó ngọt lắm. Không, nó cũng thịt nó cũng đơn giản chứ không sao. Con cá này chưa đang ăn đằng nào xíu mình vô mình ăn thử nó như vậy nè. Cái dẫu. Dũi á. Vũ kêu à, cái mỏ nó nhọn nè. Vũ kêu anh Hai với Vũ kêu làm gỏi ngon lắm. Đó đây làm gỏi ăn số dách đó. Rồi. Quá đã luôn. Chất lượng. Rồi bây giờ cái nồi nước của mấy anh em mình đã bắt đầu sôi nhúc nhích nè. Mình đợi nước sôi mình bỏ. Canh đúng là cá không có 4 phút 45 giây ăn Dũng. 4 phút 45 giây. Ừ. À, món này là mình ăn là no nê luôn Vũ ơi. Canh. Wow, đó. Ăn với trứng này. Thì đó, trứng nhỏ. Trứng đó là trứng bự nguyên một buồng là 2 trứng nha. Ăn trứng nó rất là ngon. Còn cái trứng mà cá chuồng ta mua nó đỉ trên quay nát á là mình xào ăn nó giòn, còn trứng đây là trứng nguyên. À, xíu à. Nó đĩa trên nhà cái mùa cái reo á. Chuồng là đĩa trên reo là gọi là cái quay nát cái trâu vô bờ. Reo trên trà đầu đúng không? À mình quấn lưới thường thường nó cứ tấp vô lưới mà đó. Cái này xíu mình bỏ chút lá ngổ và hành ngò nữa là đúng bài luôn. Lá ngổ đó vô nó đây. Y bài luôn. Mắm đục nha anh em. Anh em nào muốn mua mắm đục, mắm mực, mắm nhĩ, mắm cá cơm nguyên con, bún mì số 8 thì cứ liên hệ nhắn tin trực tiếp cho Zalo Vũ Mập nha, 0984403261 nha. Hấp dẫn quá. Rồi bây giờ cá đây chắc chín nào anh Hai ơi. Nghĩ bây giờ chín, chắc đừng có nướng quá nó khô á. Chín một phần kem rồi toàn ơi. Rồi bây giờ để anh Hai tới lấy giùm cái mâm cái dừng lên anh Hai. Rồi để anh ghép ra cho anh em xem luôn. Anh dựng lên. Không chín hết rồi anh Hai, em nướng cái lưng mấy này lâu lắm rồi. Lâu rồi. Đúng không? Cháy anh em mình lượm vậy để nó khô nó mắc ngọt. Rồi.
bỏ cho mém xuống đây này. Đây. Đây là một cái rau salad của mình đúng không? Đem mình bỏ cá lên bao giờ? Dạ, đây mình salad với dưa leo này đang kèm. Hết bài luôn nha. Rồi giờ đưa cá ra. Rồi, bỏ cá ra này. Cá này mình nướng vừa thôi. Con nó rẻ nha anh hai nha. Con này chỉ cầm 3 lạng, 4 lạng. Đó, để ngang. Wow. Rất là đẹp đó chứ. Anh em thấy không? Wow. Nó nóng kìa, anh em mình lụm liền luôn. Chứ đừng để nguội, nguội thì nó mất ngon. Chín hết rồi anh hai. Tự tin đi. Nướng rất là lâu à. Wow. Cá này mà nhâm gì xì đế nữa anh hai. Thật mê luôn á. Wow, con đây. Chín hết rồi. Bò chứ. Wow, đói quá. Đói hùng rồi phải không? Đói hùng rồi này. Dạ chứ bây giờ em vô mới hấp dẫn này nọ. Đã dẫu rất là bét bét kìa. Rồi. Quá đó, chất lượng luôn. Chịu nấu bên cái này trời. Bây giờ mình đợi cái này nó sôi lên một xíu nữa cho cá nó chín rồi anh em mình vô trong phía nhà chòi của mình anh em mình thưởng thức luôn nha anh em. Rồi, bây giờ mình đợi cái nồi nước của mình nó sôi thêm một chút xíu nữa. Rồi anh em mình sẽ thưởng thức luôn. Bây giờ trong thời gian đợi thì mình sẽ dùng miếng cá nướng trước này. Dùng tay em à. Quốc tê luôn. Đằng tê luôn với ăn cái gì. Ồ nén quá anh hai ơi. Anh hai bàn tay xét này. Làm cái dấu đi đầu. Wow, thấy cái sơ thịt năm cả nhà. Đây. Wow, cục thịt luôn á. Coi sơ thịt này. Ồ hấp dẫn. Ê Hiển ơi, thử trước đi. Đây trứng muối đó, thử vô đi. Làm miếng mắm bóp hai luôn à. Đây anh em ơi. Wow. Em thấy cái thịt cá không? Wow, cái miếng thịt hấp dẫn quá. Sẽ chấm với muối ớt này. Đây thấy bóp khoái nghiền quá. Mời em nha. Chấm chút muối làm nè. Vâng. Mời cả nhà. Ngọt quá hai ơi. Ngọt tin luôn. Wow. Thật sự có này mà anh em nướng chấm ớt thì khỏi phải bàn luôn. Ngon cực kỳ ngon nha. Anh em quay có Vũ này camera. Wow. Gần nha camera. Bắt quái nha. Mời em nha. Wow. Đây. Miếng thịt đẹp như ngọc kinh luôn. Mình ăn mình cái miếng thịt không á thì có riêng á là mình cảm nhận được cái vị ngọt từ của con cá nha. Con này ít xương à. Không có xương luôn. Cá to vậy. Không có cái này. Không. Ừ. Cá này chấm ớt thì anh em khỏi phải bàn luôn. Quá thương luôn. Wow. Bao ngon. Anh kèm với dưa leo nữa. Đó. Nó méo luôn. Anh em xem cái miếng thịt nó trắng tinh luôn. Ủa nén quá. Mời anh em nha. Em ăn tới cái đầu hiếng ơi. Đây em lấy chút xíu thịt nhức đầu quá chung à. Ừ. Nhây anh em không phải ăn đầu ít. Ủa mà cậu quá cái nặng á. Đâu có xương rồi mà. Ngon. Thịt cá nhiều quá. Ăn một cá nó tươi. Đây đây mày. Tinh nó ngọt. Mày ăn lẩu cái này. Rồi cái áo giáp đâu rồi nha. Wow. Hấp dẫn. Nó trong luôn à. Ăn quá. Thịt đây. Trứng này. Dễ dễ luôn. Cũng lẻ rồi nè. Cái này nha. Bỏ cái gan đấy. Đây mì tính nè. Ồ, ngon quá trời. Cái đen đen cái gì vậy? Đang có dấu đi. Đen đen cái gì đây Vũ? Gan hay gì đấy? Không còn gì từ về để nói luôn. Bắp tử ngon quá. Ngon không? Bắp khoái vậy nè nè. Đã nướng gì vậy? Cũng ngon ngon kìa. Ừ. Gan luôn. Ăn trứng non ngon lắm. Ngon quá. Làm Vũ bỏ hành ngò vô luôn Vũ ơi. Làm cái đầu á. Mê quá. Tuyệt vời. Hành ngò với lại ngổ vô nha. Thơm. Nhất nhất mỏ cá chuồng à? Nhì mỏ chuồng à? Nhì mỏ cá chuồng. Quá hấp dẫn. Giòn. Cái đầu ngon ghê ta. Đầu béo không? Béo ngọt ngọt ướt nhông thôi. Ồ, cái miếng cá nó tén. Nhà luôn xương luôn. Nhà luôn. Không có xương. Nhà nó mới có vị ngọt đặc trưng. Càng nhai càng ngọt mày.
hay à, cá cực đỉnh luôn, cá vừa vô bờ mấy anh em mình biển luôn à. Đó. Bộ trứng này hơi nhỏ, chưa tới tuổi ra thấy trứng nhỏ nhỏ lần. Năm nay trứng trứng non á, nó có được, chưa tới mùa nó. Quá không? Có thì sao, bữa qua mua hai con trứng còn không? Ngày qua đây nó mua con trứng không à? Năm có. Cái đầu á, nhai hít lâu chừng nào nó béo một lốt. Anh nhai luôn dương mà. Ừ. Đâu bỏ dương. À, cái đầu đi. Nhai hít chừng nào béo một lốt. Quá. Để cho càng lên. Anh hai mà ăn được cái đầu ăn uống. Không, cái đầu không ăn. Cho ừ, đúng rồi. Bị kêu cốp đi. À, lên thấy nước con cá. Anh cái mai luôn à. Lột cái gì. Áo giáp ra. Béo. Thôi giữ cái lèm nó đâu có gì đâu. Oh. Cái luôn cái mang cá thì ra sao? Đầu ô thơm ngào ngạt luôn. Thử là quá đỡ không? Vô rồi đừng. Ồ. Cái đầu ngon lắm anh này. Không, không béo lần. Mẹ ăn hết con cá em chuyển qua ăn bún luôn. Chấm em đục. Dầu mình ướt đè luôn à, mỡ nè. Mỡ ra ướt đè luôn. Có bự được không? Không, cái làm ngon à. Cái làm cực đỉnh luôn. Nó có bị nhẵn nhẵn gì vậy? Nhẵn ở mặt á. Để mình chấm thử cái khẩu vị của bún đục. Wow. Bếm thơm, nhưng mà cả nướng chấm muối. Nướng chấm với gọt cũng ngon á. Wow. Ngon quá. Cho miếng bún nha chú. Chín chưa? Chín rồi á. Đây mình cũng làm miếng bún luôn. Mở ra mà ướt đè luôn. Miếng bún không? Đó. Đây là mình ca này kìa đã. Mình cho còn cái đầu nữa không làm đi em. Em làm miếng bún đi. Bún nó dính dính vậy mà chan nước vô là tự nó ra ra nha nè. Có ngọt cái này. Có ngọt. Ăn vừa xuống bếp nó còn bốc khói. Ăn ngồi má đỉnh luôn. Mình nấu với khóm này, mình bèm diễn này. Nó ra nước này. Rất là ngon luôn. Cái chuồng thì nó hợp với khóm. Đó. Đó. Nhớ chút mép nhau. Wow. Anh em xem cái nồi nước à. Nước xếp xếp mà mình nấu đạt cá luôn. Bao nhiêu đây chắc tầm có 2 kg cá chuồng nấu nước này. Cần 2 kg. Nó quy chín ghê ăn thơm. Cái chuồng đây đem phơi khô ngon hồi này. Ngon lắm. Trời ơi, chứ còn cái thịt nó cá đóng cá nhái ăn sao qua đó. Ừ. Ngon đó. Là điều cái là nó không được bắt mưa. Chạy xương. Em bị ngứa không? Ăn rồi bị xê là dám ngứa. Mấy con cá nhái lỡ dính chút xương cũng không sao, nhưng mà cá chuồng dính xương là xê liền. Dứt được cá rồi. Dàm dưa à ném. Wow. Làm miếng nước rồi này. Đó. Để chấm hết miếng cá. Rất đỉnh luôn. Hấp miếng bún. Trước tiên là mình làm làm có nước sao làm tiếng bún có chuồng nấu khó ốm nha bạn. Đây. Cũng có từ ngậm vô cá chiều qua đá luôn. Dũng. Anh hai cậu ăn cho chén nha Dũng. Anh hai có không? Không không. Khôn với cà với nước vô. Cá để chúng mình chấm. Anh em nấu cứ giả miếng củ hành, khóm miếng ớt nữa. Anh em cứ nấu vậy là ăn là lấy cái độ ngọt tự nhiên. Bún số 8 nó rất là dễ ăn cho nên thành thử ra nó phải ngon hơn cái bún tôi vừa đó. Người ưa ăn bún này ngon hơn. Sáng tao quán luôn bí nó bán làm cũng thấy ăn cái bún này. Nó tiện anh, bún tám ăn rất là tiện luôn. Nấu nhiều cá quá sợ nấu nó ngọt chứ đâu phải vũ nêm này. Ngọt cá nhiều ngọt. Đã phê luôn. Húp miếng nước lại cái tỉnh luôn. Ghép cá ra dĩa đây này. Không, nó nguội anh, nó nguội mắt ngon. Rồi cá đây chứ. Nó nguội mắt ngon. Đây, mình ăn ngon có ép cô Vũ nói nè. Cái dẩu. Cái dẩu. Để mình đưa cái miếng cá này nó ra. Vô sao thịt nó trắng vậy ta? Thịt nó trắng lắm. Thịt có nó trắng. Anh em nha. Wow. Mình đưa cái miếng cá này ra chấm với miếng đọt con cây nha. Thịt ngọt ghê anh này. Cái nước này mà ăn ngon rồi. Thịt nó trắng tinh luôn rồi. Trắng như bông gòn luôn rồi. Cá đó thì làm gỏi thì sẽ ra chuồng ăn qua nó thôi. Nó làm gỏi ngon lắm. Không.
Mà nếu thịt nướng thì em ăn cảm nhận nó không bằng con cá chua. Nướng không bằng con cá chua. Chấm với mắm độc quen cả nha. Thịt nó không có độ ngọt và dai bằng con cá chua. Quá ngon. Làm ăn quen thôi. Làm ăn 48. Trưa giờ em chưa ăn gì luôn mà, làm nó. Anh làm chén này rồi làm tháo hầu bung rình dưới mới đập luôn vài chén nè. Cái nào nó ngót chiều à, chiều về vợ hỏi sao ăn cơm ăn bún no rồi không, mình kêu gia bộ mình hờn dặn chứ gia bộ á à, không gia bộ cái lộn cái mình hờn kêu chứ dạo này mình lấy mệt mệt quá, làm công việc nhiều mệt quá, ăn cơm nấu chứ có thiệt ra làm đâu có ngầu ăn không ủa ngon thì đó, chấm với mấy đập ngon vậy á, có chung cầu đúng đỉnh đó. Luôn rồi còn mới bún rồi chú không còn gì để bàn can ruột luôn em hấp dẫn bún mà đây thấy vậy đơn giản thôi không được đâu nhiều quá vô cái nó rạc rạc ra đây mình ăn sáng nó làm một cục bún số 8 với một tô nước với một lát cá chuồng vậy là dinh dưỡng luôn này bún con cá chuồng thì nó giá trị khi nó cái bún số 8 này nó hộp với con cá mét méo lên cá dùi trống á cá ù có ngự ấy. Em thì món đấy em không biết. Con cá dùi trống á. Hay nói như con ngư vậy. Như dòng con ngư mà thì có thôi đó. Cái nước hấp đã. Do cá chuồng đây so ra cá ở miền Trung mình là được bao ngon cả nhà. Nếu thật sự một trăm mấy một tí. Mà so đó thu nhập mà làm năm ở quê mình là so đó là giá nó càng phải rỉ đâu anh em ơi. Đấy gọi là mình nói công bằng luôn. Một cái cá tầm cỡ ba con lớn lớn như vậy mấy đâu. Có em nghĩ mà nướng rồi vậy mới được ăn cơm ngon lắm này. Nướng vậy mới được. Cái mình được cũng ngon. Nhưng mà anh phái cá chuồng mà suông mà lỡ trung trung á. Chỉ ra gấp lại úp gia vị vô kho với cà sẽ cần chín lên không gấp nhẹ không uống vô bụng á chỉ không đấy ngoài đào nẵng á viên gia người ta bán á ngoài chợ là có chuồng nhỏ mà nè người ta xỉ ra úp với nghệ gia vị xả rồi cái người ta gấp lại ngon chiên lắm ngon hết xấu. Cho bữa qua là có nhiều hơn đây gấp mấy lần, gấp chục lần luôn này. Trong có bữa dịp láng, bà con cũng dịp láng. Không có chuyện là nó theo đi lăng cám á. Gặp món luôn. Với lại lăng quai. Chỉ còn quýnh xong rồi. Rồi. Có đây là quýnh hồ lăng nước. Để làm con nữa, khúc này. Đưa múc nước cho này. Đây. Không, không anh chàng nước mím. Mím độc hả? Wow. Đó là... Đây. Đây có miếng thịt ba chỉ nữa, dưa dưa leo nữa này, dưa leo kìa. Đi bà luôn, ăn ngon. Quá ngon. Nhanh hơn không? Cực ngon luôn. Làm miếng bún nữa, tóc khoảng cơm. Mấy mới ngon, ăn vô nó muốn ngứa miệng luôn. Chàng riêng ngâm với mấy ăn rất là hấp dẫn không? Ngọt. Bún mắm chú bổ chút có nướng vào ăn ngon vậy. Ăn vừa leo, ăn kèm vừa leo này. Đó. Đó. Làm cũng dày thá mùa hộp luôn. Mê để cho còn chứ cuối cùng là không có rồi chắc. Nè chắc anh em muốn mê. Không có xem luôn. Anh em đi biển động không mà số anh em mình thì bắt có không có sao ta mấy trước là có ngày nào cũng có rất nhiều hôm nay mấy anh em qua cái không có cái gì có mấy con à ừ.
Ngon quá anh em ơi. Hôm nay mấy anh em mình qua đi qua biển á, được mùa cá chuồng, mấy anh em mình qua quay cảnh mấy ngư dân cô chú đi. Luôn. Đi qua đánh lưới mà hôm nay xui một cái. Xui một cái là qua cá nó hơi bị ít. Chứ ngày hôm qua là mấy thương lái là kêu ngày hôm qua là cá vô là đầy bờ biển luôn. Anh em đi tới đâu là cá. Cá chạy tới đó anh em ơi. No rồi. Đâu đây làm luôn đi. Dày no. Wow. Wow. Ngon rồi. Chắc mấy anh em mình cũng xin nhìn clip tại đây. Mọi người yêu quý Toàn thì cho Toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Còn anh em có nhu cầu đặt mém, đặt bún số 8, đặt rút khô thì mấy anh em cứ liên hệ Zalo Vô Mập nha. 0984 403 261. Mấy anh em cứ nhắn tin trực tiếp cho Vô Mập và anh HG sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em nha. Bây giờ hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em. Chào anh em.